Xin chào các bạn. Video hôm nay xin được chia sẻ về mẫu thiết kế chuồng gà trên sân thượng mà mình ưng ý nhất. Đảm bảo đủ 3 tiêu chí quan trọng là tiện lợi, sạch sẽ và không có mùi. Đặc biệt với mẫu thiết kế này thì gà của mình mặc dù là bị nhốt trong chuồng, sống trên sân thượng nhưng mà chúng vẫn khỏe mạnh và vui vẻ, như được sống ở dưới sân vườn vì vẫn được bới đất, bới lá, rồi nhặt nhạnh các cái đồ ăn đa dạng, đủ thứ, thậm chí là cả sâu bọ, côn trùng trong cái đệm lót chuồng, và được cả tắm cát, tắm đất, kiểu như là được đi spa vậy ấy. Và còn nhiều các cái ưu điểm nữa ạ. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào nội dung chính của video hôm nay. Mình sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết về cái mẫu chuồng gà này nha. Đầu tiên thì mình cũng mời mọi người nhìn qua cái hình ảnh chuồng gà thực tế trên sân thượng nhà mình ạ. Khu này là nhà mình có mái tôn ở phía trên. Một mặt chuồng gà thì tựa vào bức tường của cái tôn thang, và toàn bộ cái mặt phía trước là thoáng gió với cái tấm lưới sắt che chắn, có cửa mở từ trên và cửa mở ngang chuồng. Hai mặt của chuồng thì được che bằng những cái thanh gỗ thông ghép lại nên là cũng rất là thoáng gió, lại đảm bảo là không bị mưa hắt và cái nắng nó chiếu vào chuồng quá nhiều. Cái thứ hai thì mình xin giới thiệu về cái phần lót đệm chuồng gà. Cái ý tưởng cốt lõi khi mình nghĩ ra cái mẫu thiết kế chuồng gà này là sử dụng các cái chậu nhựa thông minh, chính là các cái chậu nhựa trồng cây trên sân thượng nhà mình đó, để làm cái phần đáy của chuồng và để chứa cái lớp đệm lót và hứng phân. Với cái vị trí thực tế trên sân thượng nhà mình sử dụng 4 chậu nhựa thông minh loại 45 lít. Các bạn có thể thiết kế chuồng gà nhà mình với 1 chậu, 2 chậu hoặc là 3 chậu cũng được ạ, tùy điều kiện vị trí đặt chuồng gà trên sân thượng của nhà các bạn nha. Với việc sử dụng chậu nhựa thông minh làm phần đáy chuồng thì các bạn chỉ cần để ý là mình sẽ làm chân chuồng gà cao hơn so với chiều cao của chậu khoảng 1 đến 2 phân. Cái khoảng cách giữa chậu và cái khung dưới của chuồng thì đủ rộng để kéo chậu ra đẩy chậu vào dễ dàng khi cần, mà lại không có quá cách xa, vì là nếu cách xa quá mà bạn nuôi những con gà nhỏ ấy, thì gà của bạn nó cũng có thể là nó sẽ chui ra ngoài được. Vâng, các bạn chỉ cần lưu ý như thế thôi ạ, rất đơn giản, dễ hiểu, dễ hình dung đúng không ạ, và nó tiện lợi lắm ạ. Với cái phần đáy chuồng bằng cái chậu nhựa thông minh này thì các bạn có thể bỏ cả thế giới vào để làm cái vật liệu đệm lót cho chuồng gà, nào bỏ được đất đai, cát sỏi, nào đa dạng các cái loại vật liệu hữu cơ, mình có thể kể một số như là trấu, rồi rơm dạ, cỏ cây hoa lá và giấy vụn hoặc bìa cắt tông. Nói chung là cái gì cũng được ạ. Các bạn cứ có gì sẵn trong nhà, trong vườn thì mình bỏ vào cái chậu nhựa này để cho gà đứng lên trực tiếp. Mình không làm cái lớp lưới để ngăn giữa gà và cái đệm lót nha các bạn. Và cái phân gà thì nó sẽ rơi trọn gói trên chậu, rồi nó trộn lẫn cùng với lớp đệm lót chuồng này và phân hủy dần luôn trong chậu nhựa. Đến đây thì mình cũng nốt một chút lưu ý là khi bỏ cái vật liệu lót chuồng thì những cái thứ nhỏ, những cái thứ nó vụn như là trấu hay đất cát thì các bạn nên bỏ dưới đáy của chậu, và phần phía trên sẽ bỏ những cái loại vật liệu mà nó có kích thước to hơn, nó dài và nó rộng hơn, như là lá cây, cành cây hoặc là những cái thân dây leo. Các bạn có biết lý do cho cái lưu ý này không ạ? Bởi vì khi mà gà đứng trực tiếp trên cái đệm lót đó thì chúng sẽ bới cả ngày lẫn đêm. Mở một kép một chút là nếu đêm mà có trăng sáng á, mình đảm bảo là nếu đêm có trăng là nó sẽ bới cả đêm luôn. Thế nên là với cái việc mà chia cái đệm lót như thế thì sẽ giúp chúng ta đỡ phải mất công chúng ta dọn vệ sinh cái khu vực xung quanh chuồng hơn. Và cũng lưu ý là kể cả bạn đã trải cái đệm lót như vậy thì thỉnh thoảng thì gà nó vẫn bới văng ra ngoài một chút. Nói chung là một chút xíu thôi. Và khi chúng ta quét vườn, chúng ta dọn vườn thì chúng ta tiện thì chúng ta có thể quét qua luôn, dọn luôn một chút. Và cái lưu ý tiếp theo là cái chậu nhựa lót đáy chuồng, chúng ta vẫn giữ cái lớp nhựa lót đáy thùng và đục lỗ thoát nước như là bình thường khi chúng ta trồng rau nha các bạn. Ở trong trường hợp mà mưa to hắt nước nhiều vào thì nước nó sẽ đọng lại ở cái phần đáy chậu, giúp cái phần đệm lót ở phía dưới là nó được ẩm ướt, và cái phần vật liệu đáy chậu thì có thể phân hủy dần dần và dễ dàng. Nếu mà cái nước nó nhiều quá so với cái tấm nhựa lót này thì nước nó sẽ tự động nó chảy ra tràn ra ngoài.
Và cái việc này thì giúp cho cái chậu lót này nó không bị ngâm trong nước và nó sẽ không có mùi trong khi mà trời nó mưa to và nó mưa dài ngày. Đấy. Với cái việc đặt các cái chậu nhựa làm đáy chuồng như thế này thì bạn có thể bỏ mọi thứ, không với những mục đích là để lót cái đệm để hứng phân, mà còn để cho gà có thể nhặt nhạnh rồi ăn kèm cùng với lại cái thức ăn chính trong cái máng ăn. Ví dụ như là bạn có thể bỏ rau cỏ vào, rồi gà nó sẽ tỉa cái phần lá, những cái phần ngọn non để nó ăn, còn cái phần còn lại thì nó sẽ trở thành phân luôn ạ, mình không phải nhặt nó ra. Và rồi ví dụ như bạn có cơm nguội, rồi một ít cái bát canh bánh đa nó thừa, rồi một chút cái nước mì tôm thừa, thì bạn cũng có thể đổ luôn cả cái lẫn nước vô cái chậu nhựa lót đáy này. Gà nó sẽ nhặt nhạnh những cái sợi mì tôm, những cái sợi bánh đa, rồi những cái hạt cơm hay là những cái thịt từ những cái khúc xương của bạn, rồi nó ăn đi, còn những cái phần nước thì trôi xuống đáy chậu, còn những phần còn lại thì nó sẽ đọng ở trên chậu, nó sẽ phân hủy dần. Và mình khi mà mình dọn chuồng thì mình đưa ra mình ủ cùng với lại những cái thùng phân ủ nhà mình. Và đến đây thì mình tin rằng các bạn đã nhìn thấy đủ đường cái tiện lợi của cái việc sử dụng chậu nhựa thông minh làm đáy chuồng gà rồi đúng không ạ? Vâng, đó là cái phần đáy chuồng. Và một cái điều khác biệt nhất mà trong các cái mẫu thiết kế chuồng nuôi gà trên sân thượng mình từng biết và mình từng làm. Cái điều thứ ba mình xin giới thiệu với các bạn là cái phần phía trên của chuồng gà. Ở đây là mình sử dụng các cái thanh gỗ thông ghép lại để đóng cái phần phía trên của chuồng gà. Phía sau là đâu đó là 5 thanh gỗ đóng cố định với nhau. Thì cái này nó đủ cái diện tích để mình đặt các cái chậu nhựa trồng rau lên trên. Cái này thì mình sẽ phải tính toán làm sao cái chậu nhựa trồng rau của mình nó rộng như thế. Và cái cả cái chuồng gà nhà mình là mình có tăng ra được thêm 3 cái chậu trồng rau ở bên trên. Còn phía trước là mình ghép 3 cái thanh lại và sử dụng như là cái cửa mà mình có thể bỏ đồ từ trên xuống. Cửa này thì nó rất là tiện dụng khi bạn bỏ rau cỏ hay là cái rác hữu cơ vô vào cái chuồng, bởi vì mình có thể đứng để mình làm việc, mình không phải cúi xuống, thì nó rất là tiện lợi. Và cái chuồng của mình là mình làm cái cửa đóng mở từ phía trên là ở hai phía của chuồng, tức là mình có hai cái cửa đóng mở ở phía trên. Phần thứ tư là cái phần mà phía trước của chuồng gà. Thì nơi này thì phía trước của chuồng gà, nơi chúng ta sẽ đứng quan sát ngắm nghía rồi cho ăn cho uống đấy ạ. Các bạn có thể để ý thấy là mình làm thêm một cái cửa dọc ở phía trước chuồng. Vâng, khi cần thì mình có thể mở cái cửa dọc này ra để cho ăn cho uống, hoặc là để mình có thể quan sát kỹ hơn những cái con gà ở bên trong chuồng. Và ngay cạnh cái cửa dọc này là các bạn để ý thấy là mình có một cái, mình có cố tình mình làm một cái khe nhỏ. Với cái khe này thì mình có thể luồn cái tấm lưới sắt vào chuồng để ngăn gà sang một bên, và khi mà cần dọn chuồng là chúng ta có thể lôi chậu nhựa ra. Và bởi vì nếu mà các bạn không ngăn như thế này thì khi mà bạn lôi cái chậu nhựa ra là gà nó có thể chạy ra từ cái phía đáy chuồng đấy ạ. Đó là các bạn làm đó, các bạn quan sát là đó, các bạn quan sát là mình sẽ đẩy cái tấm lưới vào ở cái khe và mình lùa gà chạy hết sang một bên, rồi mình lôi hai cái chậu nhựa lót đáy phía bên không có gà ra, đúng không ạ? Và mình dọn dẹp ở phía sàn ở dưới đáy và thay đệm lót, rồi mình làm việc trên hai cái thùng lót đó, hai cái thùng nhựa đó. Và nếu mà sau khi xong hai cái thùng bên này thì mình lại cũng tiếp tục mình thả gà ra và mình đưa cái tấm lưới vào cái khe và mình sẽ lùa gà sang bên này. Và mình lại tiếp tục mình tiến hành tương tự như là hai cái thùng nhựa bên kia. Cái việc này giúp cho mình là khi mà mình dọn chuồng là mình sẽ làm nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng và tiện lợi vô cùng luôn đấy ạ. Và phần thứ năm ạ, phần thứ năm là mình sẽ nói về cái máng ăn và cái máng uống cho gà. Với cái phần này thì mình nghĩ là các bạn có thể áp dụng linh hoạt. Mình cứ đặt cái máng ăn, máng uống như thế nào cho tiện và đúng sở thích của các bạn được là được. Tuy nhiên thì mình cũng xin giới thiệu cái cách của mình để các bạn có thể tham khảo ạ. Về máng ăn thì mình đóng một cái máng ăn bằng gỗ, cao thì tầm khoảng 16cm và rộng thì tầm 14cm. Và mình đặt dọc ở phía đầu hồi của chuồng gà. Mình đặt ở cái phía bên này đấy ạ, cái phía bên trong sân. Còn cái phía bên kia là mình che những cái tấm gỗ rồi. Và mình cái máng ăn thì mình làm khá là cao vì mình thích đổ được nhiều thóc và ngô vào cho gà. Với máng ăn này thì
gia đình mình có thể là về quê hoặc là đi chơi, đi du lịch đâu đó khoảng 3 ngày 2 đêm thì cũng không lo là gà bị đói đâu ạ. Đấy. Thì cái gà bé thì nó có thể nhảy vô cái máng ăn để nó ăn, còn gà to thì mình để ý là mình kê những cái miếng lót đáy nó cao hơn ở cái gần máng. Ví dụ như là mình hay để những cái vỏ dừa đấy ạ. Cái vỏ dừa thì mình cứ để sát sát đó, hoặc là các bạn có thể để những cái thanh gỗ hoặc là những cái cành cây nó to một chút, nó cao một chút thì những cái con gà nó sẽ đứng lên những cái phần cao đó và nó vươn cổ, rồi nó dướn cổ vào cái máng ăn và nó sẽ mổ ngô mổ thóc nha các bạn nha. Và mình thích làm bằng gỗ và mình thích làm cái máng ăn bằng gỗ vì khi là có mưa hắt vào thì nước mưa nó sẽ tự róc nước và nó khô lại. Và thông thường thì mình chỉ dùng thóc và ngô vỡ cho gà ăn, nên là thức ăn mà nếu nó có bị ngâm nước thì cũng không sao cả. Rồi nó chỉ là gọi nở ra để cho gà nó vẫn ăn tiếp tục thôi. Thế còn máng uống thì mình cũng làm đơn giản lắm ạ. Mình dùng một cái xô sơn nhỏ, hoặc là mình dùng cái xô mà đựng cái mazune đấy. Mình dùng cái xô sơn nhỏ nhỏ, rồi mình cứ đổ đầy nước đặt lên trên. Thế thì nhà mình thì mình hay đặt ở cái vị trí là gần cửa, hoặc là mình có thể đặt ở cái vị trí góc góc bên trong này cho gà nó đỡ kiểu chạy vô chạy đi lại, thì nó sẽ đổ cái xô nước của mình. Vâng, và cuối cùng ạ, làm cái phần rất là quan trọng khi chúng ta nuôi gà trên sân thượng, đó là cái phần ổ đẻ của gà mái. Và mình làm một cái hộp bằng gỗ hình chữ nhật và mình ghép vào với chuồng gà ở cái phần góc của cái vườn này. Thì mình để ở cái chỗ này vì là nó cũng rất là tiện dụng đối với vị trí chuồng gà trên sân thượng nhà mình. Còn các bạn thì các bạn có thể đặt ở cái vị trí nào cũng được. Cái này nó phụ thuộc vào cái vị trí thực tế trên sân thượng nhà các bạn nha. Cái ổ đẻ thì nó sẽ có cái phần cửa thông với chuồng. Và cái phần cửa này thì nó sẽ cao hơn so với cái thùng, cái chậu nhựa, cái đệm nóc chuồng một chút. Bởi vì nói chung là gà nó có thích nhảy cao lên để nó đứng, thích là nhảy cao hơn để nó đẻ. Đấy, và mình nên chọn cái vị trí nó kín đáo một chút, bởi vì gà nó thích đẻ ở cái nơi kín đáo vì nó cảm thấy nó an toàn đấy ạ. Rồi phía trên thì, rồi ở phía trên ổ đẻ thì mình làm cái cửa bằng một cái tấm gỗ, mình làm dạng như cửa lật đấy ạ. Thì có cái phần chốt nha, có một cái chốt cái mình phải đóng một cái đinh để mình chốt nó lại, để tránh gà thúc lên, là nếu mà nó thúc lên là nó chạy hết ra ngoài đấy ạ. Và cái ổ đẻ thì làm tách riêng như thế này thì nó sẽ giúp cho gà cảm thấy rất là an toàn, tự tin khi đẻ trứng. Rồi trứng gà thì nó sạch sẽ, không bị dính phân. Và những cái con nào mà nó không có đẻ thì nó cũng không có vào cái ổ đẻ đâu ạ. Cái việc này nó sẽ hạn chế cái việc là gà nó sẽ mổ cái trứng nó ăn. Và mình thấy nó cũng rất là thuận tiện trong cái việc nhặt trứng gà hàng ngày. Thế và cái này thì nếu các bạn làm như này thì trẻ con như con nhà mình á, mặc dù là các bạn rất là bé, các bạn lên để lấy trứng gà hộ mẹ được. Và mình cũng xin tâm sự ngoài lề một chút ạ. Mình thì bắt đầu nuôi gà trên sân thượng từ năm 2018 và cũng có kinh nghiệm thực tế là 5 năm rồi. Và thực tế là mình cũng đã thay đổi rất nhiều các cái kiểu chuồng gà khác nhau từ cái ngày đó đến giờ. Tiêu tốn cũng khá nhiều là tiền bạc, thời gian và công sức để làm gì ạ? Để phá cái chuồng cũ đi, rồi để làm cái chuồng mới và để nghĩ ra những cái ý tưởng ngay nọ. Và cái điều mà mình dằn vặt nhất là làm như thế nào để có thể nuôi gà trên sân thượng nó tiện lợi và nó sạch sẽ, rồi nó không có mùi. Anh xã nhà mình thì được cái cũng là bên xây dựng nên cũng biết làm đủ thứ nào, rồi làm sắt được, làm mộc được, làm nề cũng được. Thậm chí có lần là thức đêm để vẽ thiết kế chuồng gà cho vợ. Mà mình thì nói thật là mình dốt nhìn cái bản vẽ kỹ thuật lắm. Thế nên là cứ phải vẽ kiểu dạng 3D cho vợ dễ hình dung, để vợ còn chỉnh sửa bổ sung này nọ. Đây là cái mẫu thiết kế chuồng gà mà vợ chồng mình đã làm gần đây nhất. Không biết sau này có thấy có cái gì bất tiện để chỉnh sửa hay không, nhưng hiện tại thì đây là mình nói thật là mình thấy rất là ưng cái bụng và thấy nó tiện ích nhiều lắm ạ. Đúng là sau khi mà có cái trải nghiệm thực tế thì mình đã chỉnh sửa được nhiều cái khó khăn và bổ sung được những cái cần thiết cho cái việc nuôi gà trên sân thượng rất là nhiều. Và hôm nay cũng xin được chia sẻ cái mẫu thiết kế này với mọi người. Cũng rất hy vọng là các bạn cũng thấy ưng cái bụng giống như mình và có thể linh hoạt áp dụng làm để nuôi gà trên sân thượng. Hoặc thậm chí các bạn có thể làm chuồng để nuôi gà dưới sân vườn hoặc trên đất vườn cũng tốt ạ.
Và mình xin dừng video hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nha. Bye bye.